cho nó tạo thành cái lực để được ý làm chủ, ý dẫn đời các pháp này. Cho nên sau đó mình bảo nó mình bảo nó bất động để vào cái định gì thì nó sẽ vào. Chứ còn bây giờ không ra khỏi định được mà con ngồi đó bất động mà con bất động là con gì ý. Ví dụ bây giờ con nhắc nhặt vào cái định của sơ thiền để cho cái tâm con ở trong năm cái chu kỳ đó, thì con bảo tâm bây giờ cái hấp nhất sơ thiền, thì lúc bây giờ đó con có định ý thức là định ý muốn rồi mà. Chứ còn con chưa có mà con ngồi con giữ cái tâm con thì ý thức gì kì. Còn nó vô cái định nó rồi thì nó có năm cái chi thiền định của nó đó, thì ý thức con nó chủ động đưa vô đó thì nó không làm việc ở trong cái định của con được à. Nhưng mà khi con muốn ra thì ý thức nó điều khiển, nó đưa ra, nó bảo xả ra cái sơ thiền trở về tâm bất động, thì lúc bây giờ ý thức nó điều khiển cái tâm con nó xả năm cái chi thiền của sơ thiền, nó sẽ ra cái tâm bất động con. Con thấy ý thức nó lại như vậy đó. Mà nếu mà con cứ ngồi đi mà con không sử dụng ý thức cho nó có được như ý thức á, dịch ý thức á, không gọi là định ý thức á, thì lúc bây giờ con chưa có cái đó, con cứ ngồi thì con sẽ bị dịch ý thức. Của các cái hệ phái của tôn giáo, của Phật giáo bây giờ thì thường là ở trên chính sách đại thừa thì con thì nó hay dạy để dùng ý thức của mình. Nhưng mà không ngờ khi đó cái ý thức của mình nó chưa đủ lực mà nó dừng đi thì nó không có làm sao nó làm chủ. Cho nên họ cái vô hồn mà không làm được chủ được sự sống chết, vì vậy mà cũng không làm chủ được bệnh. Cho nên đôi khi họ như bệnh sơ sơ thì họ có thể giữ qua được, nhưng mà bệnh nặng thì họ bị nhiễm thương cũng rất là đạt nặng à. Cho nên con phải sửa lại từ trong nhiều dẫn đỡ từ ý thức lực con nó còn thật. Cho đến khi mà con thấy đến khi mà con thấy bảo cái gì nó nghe thấy thì đó là ý thức lực con có. Ví dụ như bây giờ là không còn tan thì thường con ngồi con tu thì con nhắc cái tâm bất động đi, thanh thản lại vô sự, rồi có niệm rồi con tác ý, còn con tác ý tâm bất động thanh thản lại vô sự cứ tác ý. Rồi đến khi mà con tác ý bảo tâm bất động thanh thản lại vô sự mà con thấy tự nhiên nó kéo dài một hai tiếng một đó mà nó đã làm chủ được rồi, nó có ý thức lực rồi, thì lúc bây giờ thân con đau bệnh con bảo ho là vô thường những ngày kia thì con nghe nó ư từ từ không còn đau nữa. Con biết ý thức lực con có rồi, biết ý thức có rồi đó. À, thì lúc bây giờ con biết sử dụng nó thôi chứ con không còn tu nữa. Còn mình dùng ý thức của mình nó động chứ mình không động đâu. Cái chuyện mà nó đủ cái lực của nó rồi, con bảo nó im lặng là nó im lặng đó. Là nó im lặng đó. Còn con bảo giờ nó bảo im lặng mà nó cứ nó phải nghiệm thì con chưa có lực của ý thức, thì con phải dùng nó mà luyện cái lực. Chứ con việc ý thức con lấy cái gì mà con luyện cái lực không? Con hiểu chưa? Con đi mà con biết cái chân đi, con mà tin cũng biết như vậy đó, thì cái đó có ít cái ý thức. À, chân cái bước thì con bước, chân mặt bước thì con bước. À, ra lệnh ý thức đó còn điều khiển bằng ý thức thân đó. Còn đặng con gọi là pháp thân hành niệm. Đầu tiên thì con bước đi. Thì con đừng có làm thinh mà bước, mà chỉ cảm nhận cái bước đi thì cái đó diễn ý thức. Dùng cái bước đi, dùng cái hành động bước đi đó là diễn ý thức. Cho nên con nghe thầy dạy cái pháp thân hành niệm nha. À, dở chân lên thì dở chân lên, đưa chân tới thì đắc ý, đưa chân tới hạ chân xuống rồi thì chúng ta có cái này nè, phải đắc ý từng cái hành động đó nha. Dùng ý thức mà luyện lực cho đến khi mà nó có cái lực con bảo nó làm thì nó làm thì thôi, mới thôi bảo là ta có lực rồi. Mà lực chưa có thì lại luyện ý thức đó thôi. Như vậy chứ không phải luyện cái tâm bất động mà luyện ý thức cho nó có cái lực cho đến khi bảo cái ý thức nó bảo cái tâm bất động, thì giờ cái tâm nó nghe nó bất động thì nó vô sự bất động, nó không dịch tưởng nữa. Thì như vậy là không phải vì ý thức mà tại vì cái tâm ý thức nó điều khiển cái này nó làm cái kia thì nó mới dịch. Bởi vì cái phần dạy trong cái bài kinh vô lậu, nếu con thấy đức phật có như lý các ý thì lậu hoặc không sanh thôi, đã sanh thì bị diệt, không sanh thì sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ thì nó không làm cái này. Ngày ngày mình phải ý hoài thì nó sẽ thành cái lực thì không bất động. Chứ không phải là mình cố mình giữ cho cái tâm yên lặng, đừng có khởi niệm thì sẽ bị chút chế ý thức. Nói với Thầy dạ, bởi vì pháp như lý pháp ý của Thầy thì cái pháp mặt đó nước mà người ta không lưu ý. Không lưu ý cho nó đó như vậy. Người ta chỉ biết rồi người ta cố cho cái tâm mình, kiến thức của mình đừng có khởi niệm để cho mình đi vào thì bất động cho nó thôi. Nhưng mà không ngờ khi nó im lặng, trong ý thức nó không thể niệm thì nó rơi vào cái không tưởng.
cái tưởng không thì chúng ta có niệm chứ không phải là cái ý thức. Khi xả ra thì tâm tham si chúng ta còn lắm, chứ chưa hết. Chúng ta nên thiền sư coi những cái còn rỗng. Cho nên vì vậy mà thiền sư gọi là thiền sư ngồi từ tâm đó, họ không niệm cả giờ, họ không niệm mà tất cả những sự việc mà xảy ra tới trong tương lai mà xảy ra cho những thiền sư đó nó không niệm được trong tâm, tức là tâm không tịnh. Trái lại mà con mà tu tập đúng rồi, cái tâm mà không tịnh do ý thức điều khiển thì nó như là mặt nước quên nước hồ, nó tan mất. Cho nên mọi sự việc tương lai sẽ xảy ra, cái gì nó sẽ báo cho cái tâm ra. Ví dụ như một lát nữa là xe đụng ở trước cổng mình, xe đụng hai người đó, có một người bị thương, một người chết, nó cũng hiện ra tương lai từ đây cho tới 9 giờ nó sẽ có sự kiện xảy ra, nó cũng hiện ở trên tâm của mình liền. Mà trong đó nó có sự dính dắt của nhân quả, là những người đó có nhân quả với mình. Cái đó là những người bà con của mình xảy ra tai nạn đó, nó cũng hiện ra. Tỉnh đó mà chúng ta muốn biết cái tiền trước quá khứ chúng ta nhiều đời, nó cũng vẫn hiện lên trên cái tâm đó, chứ không phải chúng ta dùng cái gì để hiểu biết gì quá khứ.